Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Ức trị bệnh mất ngủ. Đó là anh Bùi Đình Hiếu, sinh năm 1976, giáo viên môn lý trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Anh mất ngủ từ cuối năm 2009. Anh mất ngủ đột ngột sau sự kiện cãi nhau với một người bạn thân. Vì quá ấm ức và thất vọng, tối hôm cãi nhau thức suốt đêm, từ đó không đêm nào anh ngủ được nữa. Thời gian đầu tự mua thuốc ngủ viên nén bào chế từ các vị thuốc nam để uống. Mới uống thì ngủ được đôi chút, nhưng sau một tuần mất ngủ trở lại. Sau đó anh đến bệnh viện Nguyễn Trãi khám và uống thuốc. Uống thuốc tây theo toa bác sĩ điều trị tại đây. Sau một tháng uống thuốc thì thuốc không còn tác dụng và bác sĩ phải tăng liều. Anh cho biết, tôi lo lắng sợ mình lạm dụng thuốc ảnh hưởng đến thần kinh, nên tôi quyết định không uống nữa và cũng không đi tái khám. Lúc đó tôi bế tắc và thả trôi theo số phận để cho nó mặc kệ luôn. Mỗi đêm trằn trọc mãi đến 2-3 giờ sáng mới ngủ, nhưng đến 5-6 giờ sáng là thức giấc rồi. Giấc ngủ lơ mơ, nhắm mắt là mơ, thức và thường xuyên thấy ác mộng. Ban ngày ngủ không tỉnh táo, ngây ngất, mệt mỏi, người mất hồn. Kéo theo lúc đó thì nhịp tim đập nhanh trên 100 lần một phút. Cứ chịu đựng như thế, đến đầu năm 2012, anh được giới thiệu đến một bác sĩ chuyên khoa tâm thần. Anh đến khám bệnh phòng bạch tư của bác sĩ này và uống thuốc theo toa của bác sĩ ấy. Anh biết được những thuốc bác sĩ cho cũng là thuốc an thần, không có gì khác những loại thuốc mà bệnh viện Nguyễn Trãi đã kê toa cho anh trước đó, nên anh không đến đó khám nữa. Qua tìm hiểu sách báo, anh biết được khoa học hiện đại không chữa bệnh mất ngủ. Gia đình khuyên gạo lứt thử xem. Nghe theo, anh ăn cơm lứt, bữa đầu tiên đã thấy người khỏe ra, bữa đầu tiên đã có tác dụng. Hay thật, đó là vào một ngày tháng 3 năm 2014. Từ đó anh kiên trì ăn gạo lứt. Đến đầu tháng 7 năm 2014 thì anh biết được Thực Dưỡng Khai Minh có bán nhiều món ăn là từ gạo lứt. Ngoài cơm lứt còn có bún, phở, hủ tiếu, bánh bèo, bánh xèo. Anh lại được chủ quán Thực Dưỡng Khai Minh hướng dẫn bài bản và kỹ lưỡng về cách ăn theo thực dưỡng. Được khuyến khích thì anh chỉ ăn gạo lứt với muối mè, không đưa vào cơ thể bất cứ một thứ gì khác, còn gọi là ăn số 7 được 2 tuần. Từ đó anh ngủ được ngon hơn và sâu hơn, sức khỏe của anh hồi phục dần dần. Từ khi biết Khai Minh, anh ăn ở đó ngày 3 bữa sáng trưa chiều liên tục 2 năm liền. Hiện tại anh ngủ được khoảng 6 tiếng một đêm, từ 10 giờ đến 4 giờ. Người cảm thấy sảng khoái, không mệt mỏi, sức khỏe đã phục hồi hoàn toàn. Khi được hỏi về khả năng tư duy bây giờ so với lúc chưa bệnh thì có khác không? Anh chia sẻ bây giờ tư duy tốt hơn nhiều, đầu óc bây giờ sáng suốt hơn nhiều, tư duy khoa học tốt hơn. Có nhiều vấn đề vật lý trước đây không hiểu, bây giờ đã hiểu. Những bài toán vật lý khó trước đây không giải được, bây giờ đã giải được. Gặp những bài toán khó, bây giờ giải nhanh hơn. Đặc biệt trí nhớ tốt hơn là cái thấy rõ nhất, nhớ các công thức rõ ràng và không nhầm lẫn nữa. Không những ghi nhớ tốt các công thức mà còn các vấn đề khác nữa, bây giờ đọc sách cũng hiểu nhanh hơn. Hiện tại hàng ngày anh không ăn sáng, hoặc là ăn nhẹ thôi, chủ yếu ăn trưa và ăn chiều. Thực đơn của anh thường là cơm, bún hoặc phở làm từ gạo lứt. Từ đây về sau anh ăn gạo lứt luôn, không bỏ gạo lứt. Anh nói tôi đã tìm hiểu kỹ rồi, hạt gạo lứt rất là tốt cho sức khỏe. Gạo trắng mất hết chất dinh dưỡng, chỉ là lõi tinh bột, ăn vào sẽ chuyển hóa thành đường, gây bệnh tiểu đường và nhiều bệnh khác. Nếu sau này sống nơi khác mà không có gạo lứt thì ăn cóc loại lứt như là lúa mì, lúa mạch. Anh tiếp, gạo lứt là thực phẩm duy nhất chứa đầy đủ tất cả các vitamin mà loài người khám phá ra. Ăn gạo lứt không sợ thiếu vitamin. Trong lúc nói chuyện, anh nhiều lần lặp lại trí nhớ tốt hơn xưa nhiều. Anh khuyên mọi người nên ăn gạo lứt để chữa bệnh và nếu có để duy trì sức khỏe tốt.